Kính thưa cha Quảng Hạc Long Khánh, chánh sứ giáo xứ chính tòa Xuân Lộc, kính thưa cha Linh Hướng, dòng nữ tử bác ái, kính thưa quý cha đồng tế, quý bề trên, quý thầy, quý dì, cách riêng là quý dì dòng nữ tử bác ái, kính thưa tăng quyến ông cố du xe Trần Văn Phi và gia đình tăng quyến của bà Maria Đỗ Thị Nụ, quý cô, quý chức tân cựu, quý ông bà anh chị em. Trong kinh tiền tụng ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ giáo hội đọc: nhưng nhờ ơn cha mặc khải, chúng con nhận biết cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là cha chung của tất cả chúng con. Cha là nguyên lý, nghĩa là Chúa là nguồn gốc của tất cả mọi sự hiện hữu trên trần gian này. Vì thế tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta mới nói: cây có cội, nước có nguồn, con người có cha có mẹ, không ai từ dưới lỗ nẻ mà chui lên. Ông cố Giuse từ Chúa sinh ra, cụ bà Maria từ Chúa đi vào cuộc đời này, và hôm nay ông cố Giuse sau 95 năm và cụ bà Maria sau 91 năm làm người và làm con Chúa đã trở về với Chúa, là cội nguồn của tất cả mọi người chúng ta. Cuộc đời của ông cố Giuse và cụ bà Maria trước khi về với Chúa được ví như chiếc lá trên cành mãi màu xanh của tình yêu, của hy vọng. Tình yêu và hy vọng được thể hiện ở chỗ ông cố lập gia đình với bà cố Maria Trần Thị Liễu, sinh được 7 người con, tất cả đã lập gia đình, trong đó có dì Maria Trần Thị Tuyết Hồng, cố vấn dòng nữ tử bác ái dâng mình cho Chúa trong hội dòng. Cụ bà Maria lập gia đình với cụ ông Vinh Sơn Phạm Thế Uy, sinh được 10 người con, tất cả đã lập gia đình. Và rồi ngày mùng 10 tháng 12 năm 2015, bà cố Maria về với Chúa trước ông cố còn ở lại. Gió đưa cây cải về trời, râu răm ở lại chịu đời đắng cay. Với cụ bà Maria ngày 1 tháng 5 năm 2014, cụ ông Vinh Sơn đã về với Chúa trước cụ bà ở lại, nhưng vẫn canh cánh bên lòng, đi đâu cho thiếp đi cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ông cố Giuse mất, bà cố là mất nửa đời người, mất đi một khung trời bao la. Cụ bà Maria mất đi ông cụ Du Vinh Sơn là mất đi một bờ vai, một điểm tựa cho cuộc đời. Nhớ hồi mới cưới nhau, lúc còn trẻ ông cố gọi bà cố là em ơi. Khi chiều về, ông cố gọi bà cố là bà ơi. Cụ bà Maria cũng gọi cụ ông là ông ơi. Và bây giờ tuổi cao rồi, không còn gọi là anh ơi nữa mà là ông ơi. Bây giờ cả ông cố Giuse và bà cụ Maria sẽ không còn điều đó nữa.
cái mất mát đi sự mất mát này. Vì thế, những người con sẽ là chỗ dựa cho ông cố Giuse, cụ bà Maria. Giờ phút này, chiếc lá xanh đã chuyển màu vàng để rồi cuộc trở về với Chúa. Kiếp phù du tháng ngày vắng vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Kiếp phù du vắng vỏi là như thế, nhưng mà trong dòng đời có nhiều lối rẽ ngược xuôi của ông cố Giuse và cụ bà Maria, sao mà đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng vô cùng. Có lẽ là vì con của Chúa được Chúa là Chúa từ thở sơ sinh, mà cuộc đời của ông cố Giuse và cụ bà Maria thật đẹp, thật ý nghĩa, vì đã làm theo thánh ý của Chúa. Khi con về nhận giáo xứ Thanh Sơn, chân ướt chân ráo, còn bỡ ngỡ, còn lạ lẫm, còn ngơ ngác như nai vàng đạp trên đám cỏ khô. Thì vào một buổi sáng sau đó 2 ngày, anh Hùng là con của cụ bà Maria chở bà bằng chiếc xe Honda Rim đến nhà thờ gặp con. Bà đã dâng cho nhà Chúa 10 triệu. Con thật bất ngờ cho lòng yêu mến giáo xứ của bà nhiều lắm. Còn bà cố Maria của ông cố Giuse thì đưa cho con 5 triệu cho nhà thờ. Bà cố nói là tiền con có là do để dành con cái cho, rồi bà cố để dành dâng cho nhà Chúa. Đàn khác chiều nào bà cố Maria cũng đến nhà thờ đọc kinh, lòng Chúa thương xót. 3 tháng sau bà cố qua đời. Con cũng thật bất ngờ về sự ra đi của bà cố Maria nữa, vì bà cố rất còn khỏe mạnh kia. Cùng lúc này ông cố yếu nên không đến nhà thờ đi lễ được nữa. Cụ bà Maria cũng vậy. Vì thế hàng tuần ông cố và cụ bà đều ở nhà rước lễ tại nhà, có khi là các thừa tác viên, có khi là quý cha cho rước lễ. Mỗi lần đến thăm cho rước lễ là thấy ông cố cụ bà ngồi ghế đọc kinh sẵn sàng chờ đợi. Ông cố và cụ bà thường hay xin xưng tội, còn về chịu bi tích sức giàu bệnh nhân thì rất là nhiều, con cũng không nhớ nữa. Cứ mỗi lần sau rước lễ, ông cố và cụ bà đều xin con cầu nguyện. Những ngày cuối đời gần đây, ông cố cũng như cụ bà có vẻ đuối lắm rồi. Nhưng mà khi con đến cho rước lễ thì con cái lay động dậy và nói có cha đến thăm cho rước lễ kìa. Lập tức ông cố cũng như cụ bà ráng mở đôi mắt ra, làm dấu thánh giá, miệng nhấp nháy đọc kinh theo để được rước Chúa. Chúng ta thấy đó là một sự yêu mến, một sự cố gắng sống trọn tình vẹn nghĩa với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy rất là dễ thương vô cùng. Riêng với ông cố, có lần đi dự đám cưới, đám giỗ bà con của ông cố, con thấy ông cố đến đám giỗ, anh trùng phụng chở tới, ăn đám giỗ, uống một lon bia mà thôi. Và chỉ một lon bia thôi chứ không có nhiều nữa. Con chào ông cố, thấy ông cố cười mà không có răng, con bảo rằng ông cố có còn cắn ai ở trong gia đình đâu nữa không? Thì ông cố bảo rằng hết răng rồi, chẳng còn cắn ai được nữa. Con bảo rằng chắc con cháu chẳng sợ ông cố nữa đâu, ông chỉ cười mà thôi. Không có đâu cha, thật là một đời người, một áng mây trôi, một cơn gió thoảng là xong. Chiếc lá vàng đã rụng xuống rồi, không đau đớn khi lìa cành vì đã trở về với cội nguồn.
trở về với gốc tích của nó là các bụi hư vô sau 95 năm và 91 năm kiếp con người với bao gian nan vất vả cơ cực, thành công thất bại, đắng ngọt bùi đắng cay, có những lúc úp mặt để khóc thầm vì cuộc đời này quá sơ sát, không như là mơ. Để rồi sau 95 năm và 91 năm của ông cố và cụ bà cũng đã chuẩn bị cho 100 năm vào chết một giây. Giờ phút này, giờ phút sinh ly tử biệt, con cháu khóc thương người cha, người mẹ, người ông, người bà dường như đã mất đi sự đau thương này quá lớn. Nhưng chúng ta mong cho những giọt nước mắt của con cháu ở đây hòa với mây trời. Nhưng trong sự an bài của Chúa, chúng ta xin hoàn toàn vâng phục. Bởi ông cố cũng như bà cụ bà sinh Bắc Tử Nam, ông cố sinh ở Quảng Chính Thanh Hóa và tử ở giáo xứ Thanh Sơn. Cụ bà sinh ở Quần Cống Bùi Chu, tử ở giáo xứ Thanh Sơn. Thanh Sơn là quê hương thứ hai của ông cố và cụ bà. Điều ấy cũng giống như tổ phụ Abraham của chúng ta sinh sống ở thành Ua xứ Can Đê, chết ở đất Canaan Chúa hứa. Tổ phụ Jacob sinh ở Palestine, chết bên Ai Cập, con cháu đưa về Palestine trở lại. Ông cố Giuse, cụ bà Maria sống ở đâu và chết ở đâu? Vì nơi nào trên cuộc đời này cũng là của Chúa. Chính yếu là sống theo thánh ý của Chúa, nhất là trong đời là được rồi, phận người là phải chết một lần, rồi sau đó là phán xét. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang sống trong mùa phục sinh. Chúng ta tiễn đưa ông cố Giuse và cụ bà Maria về nơi an nghỉ cuối cùng, trở lại với cát bụi sau những ngày tháng phiêu bạt trên cõi trần, và ở đó chờ ngày vươn hình hài lớn dậy, chờ đợi mà theo tiên tri Jeremia đã nói: ngày ấy Chúa sẽ làm cho những bộ xương khô đét trong cánh đồng hoang dại kia, Chúa sẽ thổi hơi vào đấy, để rồi những bộ xương này trở thành những con người sống động. Chúa sẽ phục sinh ông cố Giuse và cụ bà Maria cũng giống như vậy. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã nói với gia đình em bé 12 tuổi chết như thế này: em bé không chết đâu, nó ngủ đấy. Chúng con tin rằng Chúa sẽ nói với ông cố Giuse và cụ bà Maria không chết đâu. Vì qua cái chết này, ông cố và cụ bà đi vào sự sống vĩnh cửu. Chúng con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho ông cố và cụ bà để được sớm vào hưởng thánh nhan Chúa. Đứng ngự trên ngai sẽ căn liều của người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ, vì con chiên đang ngự giữa ngai và sẽ chăn dắt dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Phần chúng ta, phận người, trong người mà nghĩ đến ta, chúng ta hãy sống theo thánh ý của Chúa như ông cố cụ bà. Tuy chúng ta yếu đuối tội lỗi, nhưng đừng buông xuôi bỏ cuộc. Chúa sẽ cứu chúng ta. Ai sống đời hoàn hảo trong ngày cùng khốn khi kêu cầu ta, ta sẽ giải thoát và cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.